Hello, xin chào tất cả các bác nhá. Các bác thấy là mọi ngày thì đây rất là chật chội, nhưng mà hôm nay thì đã là quang đi rất là nhiều rồi. Sáng nay thì ba bộ xếp đây là khách bê hết rồi. Rất là vui, ngày hôm nay là đón toàn khách Hải Phòng. Ba đoàn Hải Phòng sang dọn sạch nhà rồi. Bây giờ em phải lên một cấu hình mới. Đấy. Hôm nay là trắng trơn từ đây ra kia, rộng rãi rồi. Và tiếp tục thì lại tiện để test đẩy cho các anh em ở phương xa, thì em lại quay cái con đẩy là SL600 này. Con này thì em giới thiệu qua lại cho tất cả anh em cùng được biết nhé. Con này thì chạy mạch Class H và sò NG của Mỹ. Đấy. Ruột gan thì em đã soi trong video trước rồi. Anh em nào có thể là bới trong cái video của em trước, hoặc là IP thì em sẽ gửi cái nội thất cho. Vấn đề ở đây là hàng chính hãng của New Show anh em nhé. Hàng chính hãng của New Show, anh em hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng của nó. Đấy. Anh em có thể kiểm tra mã cốt, mã vạch ở đây, và giá em bán cho anh em giá rất là tốt. Con này thì đâu đó chơi tiếng rất là hay và chắc anh em nhé. Đặc biệt thì anh em có thể chơi được 2-40. Đấy. Con này thì anh em có thể chơi được 2-40. Rất là ok, 2-30 hoặc 2-40. Gia đình như thế là quá ok rồi. Đấy. Hôm nay thì đẩy này đi cho anh em cũng khá là nhiều. Về phía sau này thì anh em lưu ý là đây có, với dòng chính hãng này thì có đầy đủ các nút gạt anh em nhé. Đấy. Đây là lao cắt này, anh em có thể cắt giải từ 30. Hoặc là anh không cắt thì anh kéo xuống. Cái nút này là nút chống chập cháy này, anh em có thể tiếp mát ở đây. Còn đây là stair, panel và bride, chập kênh cánh. Nhưng mà mình đánh stair thì mình gạt xuống dưới cùng nhá. Đây là cầu điện, anh em có thể gạt lên. Đấy. Tùy theo, nếu như anh em đánh loa 25, anh em có thể gạt về 1.0. Đấy. Anh em đánh loa 20, anh em có thể gạt về 1.4. Còn anh em đánh loa to, anh em gạt về 0.75 cho em. Đấy. Hai đường vào và hai đường link ra để mình lắp phòng hát. Đấy. Đầu ra thì có bằng da bằng Nutrix và da bằng dây AV. Đấy, dây rất là chắc chắn anh em này. Đấy. Chạy hai quạt gió, 32 sò là gì của Mỹ. Đấy. Con này thì em đang bán là trên 5 triệu anh em nhé. Còn nếu như anh em là muốn rẻ hơn thì có thể dùng đẩy Trung Quốc. Do đó thì cũng 32 sò nhưng mà nó sò Toshi. Đấy, thì nó rơi vào khoảng 3 triệu, hơn 3 triệu một chút thôi. Đó là đẩy Trung Quốc. Còn đã là hàng chính hãng thì anh em dùng bền bỉ yên tâm hơn. Chất lượng của nó thì chắc nó vượt trội anh em nhé. Cái chính là chất lượng linh kiện. Hai con linh kiện nhưng mà chất lượng nó khác nhau hoàn toàn. Ok anh em nhé. Và đấy, mọi ngày thì anh em thấy là không có chỗ để đi lại đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì đã sạch bóng rồi. Và bộ này thì em cũng vừa mới dựng lên thôi. Bộ này thì cũng vừa lên thôi. Bộ này vừa lên cho khách thôi. Đấy. Đây là combo của Newtech. Một con đẩy có màn hình. Đấy. Một con đẩy có màn hình. Một con vang số KX6 Pro. Một bộ mic không dây M2. Anh em ơi. Đấy. Một quả sub điện 40. Đấy. Và một đôi loa full 30. Nguyên cấu hình này là 20.500.000 anh em nhé. Em đang để giá rất là tốt cho anh em. Con đẩy này rất hay, rất khỏe. Tiếng cũng chạy sò NG của Mỹ này. Rất khỏe luôn. Mát máy. Đấy. Nguyên cấu hình này em vừa mới lên cho khách thôi. Đấy. Còn những cấu hình mà em lên mọi ngày thì bây giờ là đã sạch bóng rồi. Các bác và anh em có nhu cầu về dàn karaoke âm thanh số chuyên nghiệp thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đây. Đấy. Biển bảng địa chỉ rõ ràng, anh em có thể đến tại nhà. Em luôn khuyến cáo là anh em đến tại nhà nghe, uống nước chè cùng em, và chúng ta sẽ vào cái vấn đề là căn chỉnh âm thanh. Ok, xin chào tất cả các bác nhé.